Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Ất Tỵ thường là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Con giáp là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, học tích trữ, dành dụ những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Chính vì vậy mà họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người nể phục, kính trọng. Khi giải quyết một vấn đề, họ sẽ không bao giờ nóng nảy, tùy tiện, bởi tuổi Tỵ hiểu rõ sự vội vàng sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Không ai có thể suy luận sắc bén, chính xác bằng tuổi Tỵ. Vì thế, họ trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong mọi công việc. Tuổi Tỵ mệnh hỏa, dù là nam giới hay nữ giới, đều gặp được nhiều may mắn, thuận lợi về đường tình duyên. Họ nhanh chóng tìm được người bạn đời phù hợp với mình và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân, lãng mạn, hòa thuận. Bước sang năm, Tỵ hỏa gặp Sửu thổ, sinh tam hợp kim cục, thiên can, năm tân kim chính tài, khắc thiên can tuổi Ất Mộc chính ấn, tạo nên một năm 2021 thuận lợi cho tuổi Ất Tỵ dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Công việc thì thăng tiến, được cấp trên cân nhắc, đầu tư kinh doanh đều thuận lợi và phát triển, tiền bạc cũng ùn kéo đến. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Ất Tỵ sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Ất Tỵ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Ất Tỵ trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2021, Tỵ hỏa gặp Sửu thổ, sinh tam hợp kim cục, thiên can năm tân kim chính tài, khắc thiên can tuổi Ất Mộc chính ấn. Năm 2021 thuận lợi cho tuổi Ất Tỵ hợp tác, công việc thăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh cần so sánh lợi hại trong quá trình hợp tác, nếu không bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, thân thể cũng vì thế chịu ảnh hưởng. Trong năm nay, tuổi Ất Tỵ tương hợp với Thái Tuế, trở nên vận trình không quá xui xẻo. Tử vi năm 2021 dự báo bạn sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp, tăng trưởng tài phú và thuận lợi phát triển. Trên phương diện tình cảm, tuổi Ất Tỵ hiện có gia đình yên ấm, con cái đầy huề, nhìn chung cũng không có nhiều mâu thuẫn to lớn, cho nên tương đối tốt. Quả thực năm nay là một năm phúc khí với người tuổi Ất Tỵ. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Ất Tỵ sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi dự báo tuổi Ất Tỵ bị ấn tinh khắc nhưng lại cùng tam hợp kim cục với Thái Tuế. Năm 2021, tử vi khuyên bạn nếu làm ăn thì nên hợp tác lâu dài thì mới có thể sinh lợi nhuận. Đồng thời nên cẩn trọng một chút trong công việc, có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và vất vả hơn trong cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ nam mạng, năm nay đã 56 tuổi, thời điểm bạn đã bước đến bên kia sườn dốc sự nghiệp, cho nên trước lúc về hưu bạn cần phải cố gắng nỗ lực để đạt được những chức danh cao hơn. Năm nay với cục diện tam hợp là thời điểm thích hợp cho tuổi Ất Tỵ nam mạng thăng tiến. Đối với người tự thành lập công ty thì cũng có thể tận dụng cơ hội để phát triển bản thân, đồng thời có được nhiều sự phát triển cho công ty. Bên cạnh đó, trong công việc năm tới, Tử Vi khuyên bạn không nên quá can thiệp vào cách làm việc của lớp trẻ. Việc áp đặt tư tưởng không khiến cho công việc tiến bộ mà còn khiến cho họ mất đi sức sáng tạo. Còn đối với nữ tuổi Ất Tỵ thì thời điểm này là đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trong công việc, đừng nên xen vào việc của người khác, nếu không lại ảnh hưởng đến con đường về hưu của bạn. Bên cạnh đó, nữ mạng Ất Tỵ có thể có mối quan hệ không tốt với đồng nghiệp hay xảy ra mâu thuẫn. Tốt nhất bắt đầu từ thời gian này, bạn nên dành thời gian làm một người mẹ, một người bà tốt và chăm lo cho gia đình. Để tận dụng vận may đổi vận ở độ tuổi trung niên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí là bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi năm 1965. Về mặt tài lộc, tử vi năm 2021 tuổi Ất Tỵ dự báo tài vận không tồi. Bởi vì thành công trong kinh doanh nên chúng ta có nhiều cơ hội trong việc phát triển tài vận. Hiện tại, những hạng mục đầu tư dài hạn đến năm 2020 đã có thể thu lời. Với sự thông minh và trí tuệ của người tuổi Ất Tỵ thì bạn sẽ còn phát triển tốt hơn trong năm tới. Cát tinh mang đến những sự hợp tác sinh lời cho bản thân mình. Năm nay, tài vận của tuổi Tỵ sẽ không bị giảm sút. Dù bạn không đạt được những thành tựu lớn thì tình hình vẫn luôn ở mức ổn định. Tuy vậy, tử vi khuyên bạn không nên quá lo vào việc mua sắm những mặt hàng xa xỉ, đặt đồ trên mạng nhiều. Dù dư giả về mặt tài chính thì chúng ta cũng nên dành tiền tiết kiệm hơn là tiêu xài hoang phí. Mọi sự có thành hay không đều nhờ vào sự may mắn. Chính vì vậy, để mọi dự án đầu tư, kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển của tuổi Nhâm Dần có thể hanh thông và thuận lợi, thì hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp. Về mặt tình cảm, tử vi tuổi Ất Tỵ nam mạng, thiên can tuổi gặp tài tinh, địa chi năm gặp địa chi tuổi sinh tam hợp kim cục, cho nên tình duyên của tuổi Ất Tỵ năm 2021 không hề tệ. Tử vi năm dự báo mối quan hệ vợ chồng của bạn ổn định và có sự hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau, tình cảm coi như đong đầy. Tuy nhiên, công việc dường như lấy đi hơi nhiều thời gian của người tuổi Ất Tỵ nam mạng, cho nên bạn có vẻ lơ là với gia đình. Tuổi Ất Tỵ tốt nhất nên biết yêu thương, chăm sóc cho tổ ấm của mình, chứ đừng nên vô tâm hời hợt. Trong mối quan hệ với con cái, Ất Tỵ sinh năm 1965 là một người cha có uy quyền và được con cái kính trọng, và một người mẹ có sức ảnh hưởng đối với con cái, gia đình tương đối hạnh phúc. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có nhiều chuyển biến tích cực, còn xảy ra một số mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên trong năm nay thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm nay, đồng thời hóa giải những mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng và con cái ngày càng khăng khít. Về mặt sức khỏe, tử vi năm 2021 dự báo tình hình sức khỏe của bạn ở mức bình thường. Năm Tân Sửu tới đây, nhìn chung công việc của bạn khá ổn định, cuộc sống cũng không gặp nhiều điều gì quá khó khăn, cho nên tình hình sức khỏe tương đối tốt. Tử vi khuyên bạn nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bởi lẽ việc lao lực quá độ sẽ dẫn đến những cơn đau tim. Chú ý thân thể của mình nhiều hơn, đặc biệt là việc nghỉ ngơi để bù lại sức. Ngoài ra, lúc lái xe nên chú ý một chút, đặc biệt là khi uống rượu thì không nên lái xe, chúng ta nên cẩn trọng hơn đối với việc tham gia giao thông trên đường. Đặc biệt, khuyên cáo tuổi Ất Tỵ, các bệnh xương cốt, tay chân do bản mệnh cần phải lưu ý kỹ hơn. Trong năm bản mệnh nên chú ý đến một chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Sao chiếu mệnh. Thứ nhất, nam tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ nam mạng là 56 tuổi, bị sao Thổ Tú chiếu mạng, hạn Ngũ Mộ và vận niên Mã trúng Đao. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì sẽ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu, khó khỏi, gia trạch bất an hay chiêm bao mộng mị, không nên xuôi theo con vật gì, kẻo rước tai họa. Thứ hai, nữ tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng là 56 tuổi, bị sao Vân Hớn chiếu mệnh, hạn Ngũ Mộ và vận niên Mã trúng Đao. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn đến công việc cũng như sức khỏe. Có điều vào một thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.